Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đức Phật Tổ Phật Thầy Bụ Sơn Kỳ Hương, Đức Quỳnh Giáo Dụ chứng minh gia hộ cho đệ tử thành tâm phát nguyện. Nam mô Di Đà Phật. Lại cầu xin các đấng đắc ngài, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Thầy gia hộ độ cho tất cả bá gia bá tánh được biết hướng thiện, hồi đầu về Phật pháp và được sự ăn năn hối cải, để biết rõ lại tội lỗi của mình, để trở về Phật sớm, đi gặp Phật đàng, được sang cực lạc, được hưởng mùa xuân của Phật pháp. Nam mô Di Đà Phật. Cầu có lời thiết tha tha thiết. Trong đêm nay, trong giờ này, tất cả quý vị, tất cả đồng đạo có biết rằng trong buổi hạ quân, trong một ngày này đã hết rồi, mà Đức Cậu còn khuyến thiện, đem lại vàng tiếng ngọc đệ cứu giúp nhân sinh, bá gia bá tánh, đồng đạo. Nhưng tất cả mọi người có rõ hiểu được hay chăng? Tất cả đồng đạo đều đi bên ngoài, dùng hữu hình làm sao biết được cảnh vô hình vô vi bí pháp. Hôm nay Đức Cậu tín nguyện xin Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ma để cứu độ nhân, để cầu cho bá gia bá tánh được hồi hướng, tu hành sớm gọi được. Nhưng thật là không có kịp. Trong một ngày này đã hết rồi, tất cả đồng đạo có biết được hay không vậy? Ráng cố gắng tu hành, hiện diện hôm nay. Tại sao trong buổi này rồi mà cậu còn ngồi đây để lãng giảng, để tâm sự, để trao đổi, để gợi lại những gì của Phật pháp? Tại chúng sanh mê lầm, đối với đường Phật pháp đi không đúng, là một việc sai, không tự kiểm điểm thấy mình được. Mình là một con người, có nhân có quả. Cái quả của mình không hiểu. Mình để đổ trút cho tất cả mọi người đều là việc nghiệp của chúng ta, chúng ta không hiểu được. Xin kính thưa chư quý vị, cùng là đồng đạo hôm nay có mặt, thành tâm mà nói như thế này, nếu từ buổi giờ đây là một ân huệ cuối cùng của Đức Cậu đã ban lành cho tất cả chúng sanh, đồng đạo, cùng bá gia bá tánh. Nếu tất cả các vị nào, các trò nào, các đạo nào còn hướng về, còn hiến dân trọng một tâm lành thì còn gặp Phật được, còn gặp Đức Ngài, Đức Cậu, Đức Thầy được, còn bằng không ngược lại thì không được gặp trong cái buổi này. Thì ngày sau đừng có trách tại sao mình không được gặp Phật. Mình gieo tạo biết bao nhiêu công đức phước lành của mình, tại sao mất? Vì phước đức ấy, quý vị còn lẫn quẩn với tâm phàm của mình, còn mê muội, còn tối tâm, còn mù loa, còn sai mê, còn bị trượt bẩn, thì làm sao vượt qua được? Ngay bây giờ, trong đêm nay thanh tịnh, cậu muốn gợi lên để tặng cho tất cả, để khuyến từ, để nhắc nhở thêm một lần chót nữa. Cậu đã quy ẩn rồi, thì tất cả đồng đạo phải ráng cố gắng tu hành để vượt qua. Mình tu hiện diện hôm nay phải hy sinh, phải trọn lành với các đấng, để cúng dường cho tất cả tâm lý trí tốt đẹp, tấm thành tình trong sạch cho các ngài. Đừng cầu nguyện nhiều nữa, mở buổi tối đến dương hương, đứng nghiêm trang trước bàn Phật, đỉnh lễ Đức Thầy, Đức Phật được rồi. Có nghĩa là trong ngày này con đã không làm việc gì sai quấy, con tự kiểm điểm thấy. Giờ dương hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát, cùng là giờ thanh tịnh, con xin dâng hiến trọn lành cho Đức Phật, Đức Ngài. Xin Ngài hầu độ bá gia bá tánh. Được rồi, đừng cầu nguyện lẫn quẩn nhiều nữa, đừng làm phiền thầy tổ nữa, cùng là đừng làm phiền Phật pháp nữa. Phải ráng rút ngắn thời gian ngắn gọn lại để lo tu. Quý vị có biết không? Sự tu hành mình còn cảnh mãn, nghiệp lực mình còn dài lắm, thành ra mình phải bị đủ chuyện trên đời. Đừng có buồn, để ráng lo tu đi, để rửa gội tấm lòng của mình. Phải ráng nghe lời thầy tổ, dùng đức hạnh cao siêu giúp cho tất cả đồng bào bá gia bá tánh đói khổ nghèo nàn hoặc là bệnh tật nguyền, ta phải hy sinh tròn vẹn với thầy tổ, quyết chết sống một đời một đạo đến ngày chung thân mới được. Chứ còn lương ương thì quý vị không thể bước lên được nấc thang của Phật pháp, vì không hèn không sang, không cao không thấp, không còn không mất, tất cả cảnh ngoại diệt niệm Phật nó đâu có. Cho nên hôm nay cậu sẽ nói chứ quý vị về đi, quý vị ráng lo tu hành, tu làm sao cho trọn lành trọn đạo, tu làm sao cho được rạng rỡ ngày hội Long Hoa, ngày thánh đức có mặt tất cả chúng sanh. Quý vị được tham dự buổi hôm nay rất có phước đại cậu, vì cậu có tình thương, vì con của các đấng khắp tất cả bốn biển năm châu mà, chứ không phải đời nước Việt Nam không đâu. Cho nên hôm nay quý vị đáng là tu hành đi, ngày sau Đức Cậu có giúp đòi lạc quốc rước quý vị từ hải ngoại về nước Việt Nam để rồi gặp Phật, cùng là về nước Việt Nam sẽ thấy thầy, thấy thánh tòa đã mở, thấy miền bảy núi năm non, thấy tất cả những đài thành của Phật pháp. Nam phương có Phật, Nam phương Phật, Nam phương giáo đạo. Cậu sẽ xuống bút để điều nghiến, để cứu khổ cứu nạn, cứu độ vạn dân bá tánh mà. Suốt bao tháng năm dài, cậu đâu có than khổ,
chịu hy sinh đi cứu độ nhân quần để đem lợi ích cho nước nhà, cho Việt Nam truyền thống. Chú có người được rạng rỡ, đi đến chân lý đúng, không sai. Tất cả đồng đạo về kiểm điểm mình đi. Thôi mình có sai trật từng tự hằng ngày để gội rửa những dấu vết gì mình đen tối đó. Đừng kiểm ai. Những cái bản ngã phàm tâm của mình diệt bỏ đi. Đừng còn. Khi chúng ta còn ở nơi đây, mà chúng ta đã siêu thoát hoàn toàn, không còn vướng bận nữa, âu là nghiệp lực còn quay cuồng đó. Hiện diện giờ này, kim thân của cầu còn gần gũi tất cả đồng đạo. Hiện diện hôm nay là do trên nó sắp đặt định như vậy, mới còn gặp đồng đạo, mới còn gặp tất cả các bậc sĩ hiền. Cầu mong tất cả đồng đạo ráng tu đi. Tất cả quý vị tu đi, ngày sau sẽ gặp hiền nhân các đấng, sẽ có mặt ở Hội Long Hoa, sẽ có mặt ở tất cả mảnh đất của Phật. Không còn bao lâu nữa, ráng cố gắng tu hành. Các bậc các ngài đã xuống thế hết rồi, đã tá trần hết rồi, quý vị không lựa ra được đâu, không biết ở đâu đâu. Vì Đức Thầy có nói rằng một gốc cỏ, sau đây một gốc cỏ, một ông thầy, một gốc cỏ, một con ma. Thì giờ này chúng ta phải tu thiệt, chúng ta phải nói thiệt, làm thiệt tất cả những gì hằng ngày, hằng giờ, hằng phút với kiểm việc phải tu liền, không thể đợi, chờ trong giây phút nữa. Vì chúng ta tu rồi không có ngày mai, phải chôn vùi cái chết của mình đi, phải giam mình đi, phải để cho mình chết trước đi rồi, mình tu mới được. Nếu chúng ta thấy ta còn sống thì cảnh ảo tưởng này ta sẽ mê muội, ta sẽ bị nó trù quẩn, ta sẽ bị nó hút, nó báo, nó phá, nó dây, nó phụ. Đó là những nghiệp quan tiền của mình đó, mà chướng ngại hằng ngày không thể xa lánh được. Quý vị ở trong cảnh mà không trong cảnh, ở trong sắc không sắc, ở trong có mà không có, đó là Phật đó. Ai xin cũng cho, ai đòi cũng được, ai làm gì cũng được hết á. Chỉ ta cúng dường sắc thân này cho mười phương chư Phật cùng Đức Ngài mà. Hôm nay quý vị có duyên, nhiều đời kiếp tu lắm rồi, ráng kiếp này gội rửa nữa đi, để trở về Phật, để nối gót đi cùng với Đức Cậu, Đức Thầy, để thuyền này cậu chở về nó bến Tây Phương Đông Độ, chứ uổng công hoài mong trông chờ ngày tháng đợi ngày quá đồng đạo. Hôm nay cậu đã kiểm việc lại rồi, khó giải thoát từng mức độ lắm. Ráng căn cứ người tu như thế nào, phải tạo điều kiện cho đúng một xã hội Phật Pháp, chính năng của Phật. Quý vị phải thừa năng lực Bồ Tát, lúc nào cũng gia hộ mình hết. Đừng sợ sệt mọi chuyện gì, ta sẽ đầy đủ bản lĩnh. Lúc nào tâm ta cũng phải vững chắc, chí ta cũng phải kiên cường, ý ta phải sáng, ý ta là ý trời, phải cố gắng vượt qua. Đừng mê tín nữa, đừng mê muội nữa, ta phải phá tất cả những mê muội, chuyện ta không thấy được, ảo mộng, gian rền để ru ngủ tất cả đồng đạo, làm một chuyện không đúng, không đúng, không tốt đẹp thì đừng làm. Ráng đi, đi cũng tu, ngồi tu, ăn tu, nói tu, tất cả mọi việc hành làm, tiếp xúc với tất cả những vị nào trên thế hệ này cùng để điều chúng ta tu đó. Cái tu là cái bỏ tất cả, sửa đổi lại con người tốt đẹp, để xã hội ngày mai trong cái thế giới thay đổi cực kỳ, giống thời kỳ này đâu phải dễ đâu. Đồng đạo tưởng đâu tôi đi cúng chùa, tôi gõ mọ tụng kinh mãi, tôi ăn chay rồi sống sót. Phải kiểm việc chặt chẽ. Khi chúng ta có một cái tư tưởng khác lạ của tà ma quỷ đạo, cùng là khối ma dương, khối trượt nó xen vào, mình phải kiểm coi nó đến với mình bằng cách nào, nó xúi mình như thế nào, nó làm cho mình mất trí nhớ cuồng quẩn. Đó là nó đe dọa mình với cái sự ảo tưởng sắc màu lè loẹt tất cả của cải thành trang này nè. Chúng ta không sợ nữa. Một vị anh hùng nơi sa mạc quân du hay đồng giường núi thẳm gì cũng vậy hết, ăn lá cây rừng, uống nước suối sống, gặp Phật tu, gặp người ma diệt, gặp tất cả những tai nạn ta sẽ ra tay nghĩa hiệp cứu. Vì lẽ đó mới đúng là người tu trong buổi này. Tất cả quý vị có biết không, trong buổi canh tàn khắc lụng này, cậu lại đem hết hơi thở cuối cùng giáo dân đời mà. Đồng đạo có biết không, cậu vì ai mà đảm gác ngày qua? Chúng mái hiên không phải của là ta, cậu nương anh phổ đà bao khắc điên. Ráng đi thầy, không có xa trò đâu, trong thâm tâm xuất hiện. Ráng ngồi tu để luyện tập sao thành, nếu mình tu rồi không có bả lợi cùng danh. Nguyện với Phật con làm lành lành dữ. Đồng đạo ráng nhé, chứ đã gần ngày thí cử. Hội mây rồng có chữ có tên, người hiền nhân đạo đức chẳng ai quên. Tên còn để nêu lên cao cả, trò học tu phải xa lìa cặn bã. Cậu đau buồn gì hối hả thúc người tu? Bao nhiêu năm cậu dẹp ánh mây mù, khuyến đồng đạo công phu đúng bồi.
thấy chứ nơi chiến trận giờ này thầy đắng dung rồi. Trận giặc trong lòng trong một buổi hiếu hồ. Quý vị có biết không? Giặc trong lòng cái bọn hung nô cướp đất Phật đang trầm trồ quái việt. Ta tu niệm giờ này ta phải biết mỗi vật đồ đừng liên tiếp nữa không nên. Nghe lời thầy tiếng giảng kề bên con phải hiểu ráng dựng nền thánh đức. Ra nghe cậu đi rồi cùng chung hiệp lực, chúng ta bà là thế cực đau thương. Ráng tịnh tâm đi dọn dẹp con đường, mau siêu thoát cảnh Tây Phương mình trở lại. Trời nên biết, thuyền Bát Nhã chính thầy cầm tay lái rước chúng sanh qua bể ái rồi về. Cõi ta bà là chốn xứ mê, dòng suối khổ xóm kề chiều cân mai. Cô Dương Phước trong đêm nay cậu nguyện cầu khẩn giấy Đức Phật rộng tình hà hai gian. Rồi về đi, dẹp bỏ thù sân đừng mê mùi hồng trần rồi bi diệt. Xưa không hiểu thì mình nói rằng không biết nghe kệ kinh còn liễn tiếc của trần. Sớm quy về sao giữa được các lân. Thầy cậu đợi nơi rừng tầng sơn đành. Trò phải ráng đừng hẹn ngày con rảnh. Bóng quỷ thần đang lấp lánh chờ con. Mau đi cậu đợi đầy non trò về hiệp mặt cung xuống điện đài. Tu một kiếp hưởng biết bao lâu ngày. Ráng nghe lời cậu cõi trần ai xa liền. Không phước đức cũng như giàu sang có phá lẫy không chìa. Có ngày mình phải chịu chia lìa xa xưa. Trò thấy chưa? Cơn bão táp mây mưa gần tới khắp hoàn cầu khí giới không an. Vì ai cậu phải cố mang. Vì thương đồng đảo đau tràn làm sao. Mượn thể xác để bương gào kêu khóc. Mượn sắc thân cực nhọc lao hình cứu nhân quần để đem lại đức tin mong đồng đạo nhổ tình thương xót. Đêm thanh tịnh giờ này tạm mót cầu phiên trò đắng dịu ngọt tu đi. Dù nằm dù đứng cũng ghi dù ai chữ mắng kinh khi đừng buồn. Trò đắng tu đi giả như một bần sĩ điên cuồng. Cậu còn phải giả hình tuông ngày nay. Sống dưới trần ta không nhiễm cảnh chua cay. Chừng nào bình an hết thì cảnh thới lai thầy về. Mau thanh tịnh đi cõi bồ đề trò dưa. Cầu nguyện giúp Phật ngài cậu hứa sẽ không xa. Trò ơi cách biển bao la cậu còn quăng nắng quăng xa bốn miền. Khuyên đồng đảo đảo điên hồn lẫn sáng. Đêm thạnh từ cậu cầu Bồ Tát Quan Âm. Pháp mi màu di diệu thâm thâm. Cứu người nhân loại khỏi lâm tai nạn. Nguyện Bồ Tát đang đứng cảnh bồ đoàn. Tình bình tứ tắc trần gian buổi nay. Lửa bút cháy rơi đầy tà tắc. Đốt gian tham, đốt giặc trong lòng. Đốt những ai không biết không trông. Còn vinh lợi còn tuyền đồng tài sang. Quên đạo đức, quên thầy phản bạn. Quên mẹ cha kết nghi bạn kẻ thù. Khuyến đồng đạo hiện giờ phải đi đúng đường tu. Bỏ tất cả mình ngao vô cửa thanh. Nghe cậu nhắc kỳ này tập tánh dọn dẹp lòng trong sạch thảo ngay. Đặng về bạch ngọc thiên thai. Đặng về hoa hội nhìn ngay đức thầy. Ngày hiển sát trong một cơ đạo canh chạy. Mượn ý trần rồi phổ biến giờ này giáo dân.
mang cỡ đạo đó đủ phần lao khổ, trò tưởng rằng cẩu yến chỗ yến nơi, nói ra mắt lệ đầy trời, khuyên dân mà vẫn không hiểu câu tới bời hồn linh. Ra nghe cậu đi rồi làm tính chút nữa, dẹp lòng mình chứ nghiêng ngửa lắm rồi, đừng nghĩ gì vật chất thanh hôi, ngồi tịnh tỏ để dung bồi xác thể, tu chưa kịp chớ không là trễ hết rồi, đời đang lấp bể nắng dâu, về đi như nếu thăm sâu. Trời ơi, nghe cậu quá cầu về quê. Cậu biết chứ, đời phàm hạ người chê kẻ chán, xem Phật thầy còn nháo bán biết bao, kẻ thì biết được tôn cao, còn người không hiểu đang sụp sao bụng này, đem Phật pháp canh chày dùi dập, thờ quỷ ma tấp nập đầy nhà, hỏi lấy trò đâu hưởng được nhàn ca, mắt phàm tánh làm sao biết quỷ ma tà mi. Nay câu dạy trò nghèo hiểu lý, ráng tu hành trong thế kỷ trắng tay, nguyện cầu đức Phật Như Lai, cầu thầy hộ trẻ ngày mai tu trì, bỏ việc thế con mới đi tu mau mới được, bỏ việc trần bẩn trượt mới thanh, bỏ đi ta bước đường lành, đừng vì tiền bạc hối tâm bãi bừa. Mình tu niệm ma còn không ưa, quỷ còn ghét, nhưng nhờ các đứng từ bi để diệt ngút mây mù, đem trò về nó hiển pháp ngồi tu, ra nghe cầu rồi tu tình thấy, mong đồng đạo đừng làm việc quấy, đó là cúng cầu thầy một bảo vật trân châu. Về nghe đức cầu đôi câu, xác trần câu mượn rồi bốn biển năm châu phiên đời, trò phải ráng đừng có lả lơi phỉ chí, gần ngày rồi trường thi long qua, kiểm sinh học ở đạo thật thà, kiểm mi từng trò đó rồi cậu sợ e khổ sầu. Thấy chưa, công học đạo, công học đạo đã lâu mà không có đắc, công gieo phước ở đầy rồi gãi bỏ không hay, tại mình còn hướng tà tay, khẩu kia còn bạc ác đức không đầy, làm sao phải cho đủ để rồi trao cho Phật, phải cho nhiều mới tránh bảo vật hồng trần, phải cho cao mới xa được phàm nhân, đức cho rộng mới bỏ trần về thánh chúa. Nay cậu dặn hơn cho tiền tài của, ráng nghe lời để học đạo tu chân, về đi chớ hơi buồn hơn, gặp thầy gặp cậu từng cơn vui lòng. Đang tu thiệt đi, ngày sau trò được giữa bá tòng, một lời cậu nói để thoát dòng nguy cơ, ở đây là chốn mi trần dơ, có sáng có cả đúng giờ cũng đi, tại sao người chẳng hiểu gì, ta đem giáo pháp từ lý đô trần, mang sứ mạng để xuống lần khuyến giảng, mang kệ kinh trúc cạn nỗi niềm, cứu nhân quần đang mê mệt trong đêm, đem ánh sáng để đem điềm về Phật pháp. Người không hiểu bị mưa đơn gió táp, nay tỉnh được rồi con sẽ gặp ân sư, làm sao cho xứng là người thượng ơn, gặp mi cậu vui tươi biết nào. Long Hoa hội gần khai trào rồi đó, dù tiền muôn của bó không màng, cứu nhân quần đang thống khổ lầm than, ta chất phát nghèo nàn cũng được, mở miệng ra nói điều đức phước, còn việc hành làm con xíu được mới hay, dù ai nghịch tử không gây, ta giữ lời thầy giáo đạo mà thôi. Trở về nghe câu rồi coi, ngồi tu thanh tịnh xăm soi lòng mình, rồi gặp Phật
rồi giống in như Phật, rồi gặp thầy, rồi siêu bậc phàm ma. Ngồi đi rồi thấy Thích Ca, ngồi đi rồi thấy Phật Bà Quan Âm. Phật đã hiện trong chốn thâm tâm ta đó. Phật chịu nhiều điều công khó biết bao, Phật thì tối thượng tối cao, Phật nào có sắc có màu đua chen. Phật là đuốc là đèn đáng soi rồi, cho ta về tránh khỏi tục trần. Hôm nay đây Phật đã ngồi gần, Phật giáo đạo Phật kim thân trần thế. Cho không hiểu giờ này câu kệ, sáng nghe bài rồi nhỏ lệ tuôn rơi. Buồn thay trong lúc lấp đời, ít người hiền sĩ chèo bơi chiến đò. Trở về đám tu đi, pháp Phật cầu cho, do mình đắc trí đạo vào to đức lành. Sớm hôm ráng dũng ráng dành, gieo phước đức thì ngày mai lành mình hơn. Cậu xuống đây đâu phải là giờ sung sướng, cậu phiền trần, cậu bị dướng gai trong. Quỷ ma đang đợi đang trông, quỷ ma đang trực đang hồng gần ta. Ma với quỷ nó báo Thích Ca Phật Tổ, thì hiện diện giờ này cũng khổ như ngày. Nếu người tu thoát tục trần, ai nó ngăn cản xô với ngục đài ô tôi. Ta thắng nó hằng đêm sám hối, đừng mê đời ta tránh khỏi tai ương. Một ngày sống cảnh tê lương, thà nghèo cam chịu gió sương dập dùi. Phải xin đi giả đuôi giả điếc, để kỳ này náo nhiệt cả không trung. Nghe thầy con giả dạy giả khùng, còn ba tiếng sấm nổ đùng thiên thai. Trời rắn tu đi đường này mái dò thấy, kẻ dữ hung đã xa bẫy hết rồi, kẻ ác gian là một con mồi cho thú dữ đang ngồi lè đang xe. Ráng nghe cậu đêm đi buồn, cậu ghé giảng cho trò hiểu được đạo là đâu. Về đi lý tiếp tâm sâu, trò nghèo nghe cậu đừng sầu đừng lo. Sống mê đức cậu đưa đò, cho người qua biển chuyển như trò Phật tiên. Tại chúng mãi mê tìm mê của, thì làm sao tu đi bùng tùa hào quang. Phật ngài không ở giàu sang, tìm nơi tịnh diệt lãnh trang núi rừng. Đồng đạo ơi, gặp đạo cậu rất vui vẻ đang mừng, nhưng nhớ rằng đời chưa được chân hưng đạo thầy. Đồng đạo nghĩ chứ chưa, vì thương đạo cho nên cánh giày rớt lê. Đáng lẽ giờ này thầy đó chính bể cao siêu, tại sao nhỏ giọt ít nhiều. Tại ai mà cậu ở lái đò chiều sáng sông, sông nhấp nhô thấy trong khiếp sợ, sống đang nhồi như tờ giặc kia. Mà thuyền nhỏ hẹp sang kia, sông dồi mấy lượt thì bên kia thuyền. Đồng đạo thấy ông mang ơn thầy tổ rắn tu tịnh, mau thêm đặng đầy đức hạnh bên thềm ngày vui. Cõi Phật Pháp đó không có bùi ngùi thái quá, mà cõi hồng trần nhấn cá hẳn thù. Trò rõ chưa rắn thanh tịnh ngồi tu, rắn hối cải rắn công phu cho đắc đạo. Chút nữa đây dường tiếng trò giáo, cậu hứa đưa về cảnh hung bạo phải xa. Đưa về tấm nước ma qua cầu tịnh độ, con về nhà lạc bang. Rõ hiểu chưa bớ đảo tràn nơi hải ngoài. Cậu nhắn lời này trai gái ráng tu, đặng mau dẹt ngút mây mù, tặng cho bài bốn đời thiên thu thầy truyền. Mang giáo pháp ai cô duyên mới hiểu được. Cậu xuống đây nước ngược thuyền bơi, giờ này cậu chẳng thành thơi. Còn lo gió trụ do trời định phân, cảnh tiêu diệt cõi hồng trần sụp đổ. Người không hay cứ gây gỗ gây hoài,
canh trần này chịu khổ hạnh bi ai, cơn hoại diệt do Phật đài sắp đặt. Thấy rõ chưa thù nhớ quán tật gây hận loạn là giặc gian tham. Mình tu đừng nghĩ ta đam, vừa ăn vừa ở cũng làm việc nhân. Hôm nay cậu nói rõ đó, cậu tặng cho đồng đạo một lần, về nghe cậu giảng sang thần tao tu. Trò hiểu biết, ráng công phu chứ đúng bụi, ráng tịnh thuyền, ráng cầm cùi theo thầy. Trong giờ này mái tảo dần say, còn phút nữa thì chúng hưởng đầy tai nạn khổ. Gieo ác cảm đúng giờ thì chỗ còn gieo hiền lành. Bối bổ thâm ân ngày sau trò hưởng được gần, còn gieo phước đức hồng ân cố quyền. Nghe cậu nói đi, mình ngồi tu giờ thanh tịnh thâm tiền lúc nào cũng vậy hết, đừng có buồn. Nếu mình buồn thì làm sao được, tâm lý trí lúc nào cũng vẹn vẹ, trí sáng suốt như đèn. Ý trời định, một không hai, không cãi được lực Thượng Đế đâu. Hôm nay cậu giảng bài này để tặng cho tất cả quý vị ở nước Việt Nam, cùng là hải ngoại cũng một mà thôi, cùng trong võ trụ, cùng trong một trái đất, cùng một đạo, một gốc, một nhà, một cội. Tại chúng ta chia phe phái, tại chúng ta lập ra đảng phái để làm, để gieo những cái sự không lành động từ đến Phật Pháp thôi. Chứ Phật Pháp thì chỉ có một, bản tánh Như Lai một, hèn sang giàu cao thấp, gần xa ở trong và ngoài cũng một thôi. Vậy hôm nay tất cả đồng đạo và chư quý vị phải đáng lo tu hành kiểm việc lại. Nếu sơ xuất cái gì thì hằng ngày giờ đó mình phải kiểm điểm, từ một phút giây, từ sáng tới chiều, từ một cơ hội, từ một việc làm hành động của mình, từ cái ăn uống, từ cái xuất phát, từ đầu môi chốt lưỡi của mình cũng đồng điều tu đó, để gội rửa, để chuộc tội. Nhiều đời kiếp quá mà tất cả quý trò có hiểu được hay không? Tưởng rằng trong kiếp này mình đã lập công bồi đức, không phải vậy đâu. Chưa, đức cậu mới xuống đây là lập công bồi đức đó, đức thầy mới lập công bồi đức, còn cái gì để gội rửa chuộc lại tội lỗi. Nhiều đời kiếp mà hiện diện kiếp này ta đã chịu đựng quá khắc khổ, thì ta đã biết kiếp rồi ta như sao, và ta sẽ biết quá khứ và vị lai. Vì là hôm nay tất cả đồng đạo đã gieo hưởng phước lành tu thân, dồi mài kinh kệ chung thủy trọn chung với đức ngài, cùng là một lòng một dạ, không phản bạn, không phản thầy, không ganh ghét, không tất cả hiếu đạo cha mẹ vẹn toàn, làm ăn sinh sống hiền lành, thì vị lai tất cả ví đồng đạo sẽ được trở lên thành siêu vật, cùng là được thánh đức kim thân. Mình ở trong nhà Phật quốc được sống dinh du để tu hành ương trưởng hạt giống đó. Vì là đó cho nên hôm nay cậu nung chí tất cả các bậc dù xa gần cũng vậy nha, ráng tu hành đi, thì ngày sau đã gặp cậu. Nhưng thể xác này là nữ giới, cậu đã mượn để phổ truyền, để độ lại chúng sanh. Cậu nhưng có một hồn phân muôn hình, nếu một thì làm sao làm việc cả đại quốc được, cùng là thế giới bốn biển năm châu. Cho nên vì sự đó đó quý vị đừng thắc mắc, đừng hỏi gì, đừng chấp, đừng gì hết, cứ nghe đúng lý thì quý vị cứ tu hành đi. Tu thì không chịu tu mà ưa tranh chấp, ngăn cản, làm đủ điều kiện hết trơn, phân biệt đúng như là tâm phàm quá. Tất cả chư quý vị đồng đạo, cậu nói chung nhé, tâm phàm quá, còn lừng lẫy, còn trọng vọng, còn ước mơ cầu có đủ thứ. Chứ nếu về Phật rồi, về tâm Phật rồi thì việc làm rồi không nghĩ nữa, không cầu cho tất cả mình đâu, mà không ích kỷ để lo cho mình, mà phải lo cho chúng sanh. Mình giúp chúng sanh đi, mình lo cho chúng sanh là lo cho Phật đó, thì Phật sẽ lo cho mình. Và tất cả sự việc nghiệp lực mình quá nhiều mà mình không có lo cái nghiệp lực, mà mình cứ lo cho chúng sanh và làm thiện đạo đức, thì xây là cái nghiệp mình nó hết trơn rồi, không hay, thấy không? Còn mình cứ lo bảo thủ, ích kỷ, giữ gìn tất cả gì của mình hết thì nó không phải của mình, nó sẽ mất. Quý vị có hiểu không? Ráng cố gắng tu cầu cho đắc đạo, Bồ Tát sẽ hộ quý vị đi. Gặp cậu trong đêm nay và tất cả ở đây cùng là đồng đạo đã thuận duyên, nơi đây là cái trạm của cậu, cấm tất cả và nhặt tất cả những ai là người không có duyên phước đối với cậu, cùng là không thành tâm với ngài thì không bao giờ được gặp cậu. Nếu quý vị nào mà được gặp cậu ở đây, đầy đủ phước đức, cùng là người ấy có gieo duyên với Phật, với thầy, có một cái mối quan hệ rất lớn của đức ngài, cho nên sự hướng dẫn do quan hệ quý vị. Còn bằng không thôi, cậu đâu có gì, tất cả việc thế gian này đức ngài đã về để cõi niết bàn, ăn nghỉ nó lãnh trang rồi.
Nơi Thảo Lư nào đâu có phải hoằng nặng như thế này. Nhưng mà cái cơn tận diệt này, nếu mà cậu không có xuống trong thời kỳ này, thầy không có hoằng pháp thì chúng sanh đã tiêu diệt hết. Vì nó ẩn dẫn, nó làm ra ma pháp, nó tạo điều kiện đem Phật bán, đem danh dự của Đức Ngài xem rẻ. Đừng có gì nghĩ sao, nền đạo giáo của chúng ta, Đức Phật Ngài trọng đại biết bao nhiêu. Ngài đâu phải như là mình. Sự hy sinh cao cả, tối cao tối thượng của Ngài, Ngài chỉ sống bản thân không à. Nhưng mà không ai sờ mỏ được. Đó là một bức tường rất cao cả, một cây cổ thụ chống dựng biết bao nhiêu bão táp mưa phong. Chúng ta sống ích kỷ, chúng ta sống riêng rẻ, chúng ta sống một mình ta. Ta không hiểu ai hết. Đó là ta quá dụng về, và ta cô đơn rồi đó. Chính ta giết ta, ta làm ta cô đơn, ta làm ta tẻ lạnh buồn khổ mà ta không biết. Ta sống hòa với tất cả chúng sanh, hòa với tất cả đồng đạo, hòa với trong máy thuyên cơ đạo này, giúp tất cả nhân loại, cứu tất cả mọi người, tình thương bao la đại hải. Đó là ta được một sự ấm áp của Đức Phật. Và biết bao nhiêu vị Bồ Tát, biết bao hằng hà sa số Phật đã ủng hộ ta không? Vì sự đó ta phải năng dương lên, biểu dương tinh thần của ta lên, để ta hiến thân vì Phật Pháp. Ta phải tu cầu chính quả. Một, ta phải ly về Phật. Vì bao nhiêu kiếp đời ta đã hiểu được rồi. Ngày hôm nay nhờ Đức Ngài đã khai sáng. Hôm nay cậu đã nói với tất cả quý vị, cậu cho đôi lời này cũng như cậu đã khai sáng thêm quý vị. Cậu đã khai một mảnh đất thêm cho quý vị trồng hạt giống lành để hưởng. Bây giờ trong đất quý vị hẹp quá, ngày hôm nay cậu đã phá. Và cậu sẽ dùng nghị lực đầy đủ đức độ rộng lớn để độ quý vị được. Đó là phá thêm một rừng u minh, một mảnh đất quang vô cho quý vị đó. Để quý vị trồng thêm, quý vị gieo thêm hạt giống tốt để hưởng trong mùa màng Phật đã đến rồi. Mà mình nó thiếu phước đức, thiếu ân như, thiếu tất cả thì làm sao sống được. Cầu mong quý vị đầy đủ bản lĩnh, đức rộng, tài cao, sống vững chắc ở trên chốn sơn hà này nè. Thì quý vị thấy một tâm lý trí rất mãnh liệt đa đang thì chống vững được tất cả thôi. Ngày hôm nay cậu lặp lại, không còn như ngày cũ, không nói như ngày cũ, mà phải phát triển nền đạo giáo của chúng ta, phải hướng đạo, gần thuần dương rồi. Tất cả đồng đạo có biết không? Sửa lại hết đi, bỏ những cái thói cũ kỹ của mình đi, bẩn chật tối tâm mù lòa, phải sáng suốt thông minh, phải chinh phục được mình, phải kiềm chế bản thân, phải làm sao cho xứng đáng là một con người Nam Phương giống dòng Hồng Lạc. Phải ráng nghe lời cậu đi. Cậu thay mặt Đức Ngài, cậu thay mặt tất cả để làm một việc tốt đẹp cho xã hội, cho chúng sanh, cho nhân quần trong một ngày. Tất cả đồng đạo đừng nghĩ cái chuyện giàu sang danh lợi, rách lành nhà cầu có, sang trọng không có đâu. Mượn cái vỏ trụ làm nhà, tứ hại giai huynh đệ anh em đó, thấy không? Quý vị ráng lo tu đi nha, trong thì giờ đã không có kịp đó. Vì chúng ta không có ngày mai, quý vị có biết không? Nếu còn ngày mai làm sao tu được? Nhưng quý vị có thấy cảnh sinh tử không? Bước ra đây là chết, ăn bữa cơm vô cũng chết, đi tắm rồi vô cũng chết, bước cẳng xuống giường thì bị sụm ra đứt não cũng chết. Quý vị thấy cả cái bệnh tê liệt giường nào chưa? Mà Đức Ngài có nói đó, nhiều cái bệnh lạ kỳ, lạ thường trong cái cơn tận diệt, trong cái ngày tiêu diệt nó phải vậy mới được, mới hết loài người. Chứ nếu không làm sao được đâu. Đức Thượng Đế đã ra lệnh, Đức Phật Ngài và trên đã thiết lập lại. Nhưng mà không lẽ Phật xuống đây giết mình sao? Phải mượn tay tất cả phàm dược này để tạo những điều kiện giết mình, không? Ăn uống cũng giết mình, tiền cổ cũng giết mình, xe cổ cũng giết mình, thấy không? Những độc dược giết mình không đó. Khoa học quyền bí tối tân của tất cả các nước, thấy siêu đẳng chưa? Nhưng mà làm sao thắng được Phật học? Vậy chúng ta phải ráng vừa khoa học mà vừa Phật học. Nếu xài Phật học không cũng không được, phải hợp cả hai bên. Nhưng khoa học 10, Phật học tới 100 lần kìa. Vì khoa học có tài, Phật học có đức. Đức và tài cả hai đi đôi thì ta phải hơn biết bao nhiêu chưa? Về nghe cậu nói đi. Nền văn minh đạo giáo của chúng ta phải tiến bộ, không còn phải tu lè ngày như ngày xưa nữa. Cũ kỹ không thắng được đâu. Quý vị có thấy không? Những việc gì cũng thay đổi từng tự. Quý vị rõ chưa? Đường, hèo, phố, tất cả thôn quê, thành thị đều là khăn trang lại hết. Chính trong gia đình của quý vị nè, những cái sự cũ kỹ hồi xưa cũng phải dẹp bỏ để mua cái mới xài. Thì tất cả cái nhà bản thân mình cũng phải mua lại cái mới, thấy không? Không có tu như ngày xưa mà cũ kỹ nữa, chúng ta lầm chết. Hôm nay đây, thuyết minh qua giai đoạn thứ nhất. Về việc tu bên ngoài của mình thì mình sẽ lầm ma, mình sẽ lầm quỷ, lầm tất cả thôi. Nói về đời mà mình không có dạng bén, không nhạy bén, không có khôn thì cũng phải lầm lạc với cái đời này rồi. Mà nói về đạo, nếu ta không có khôn ngoan dạng bén, không đức độ, không có được hiền lương thì ta sẽ lầm ma thôi. Thì ta tu không được, thì mình phải có đầy đủ đức độ, mình phải trí sáng, phải thông minh.
mình phải tịnh khẩu bớt lại đi, nói chuyện bên trong đừng nói bên ngoài để nói, rồi nó nói mãi nói hoài, dẫn dắt chúng ta đi sâu vào địa ngục Atula đó. Bớt lại đi để tu hành đồng đạo. Đó là hôm nay cậu thương mến tất cả đồng đạo. Còn một hồng ân cuối cùng ban cho quý vị ân huệ thì chó. Dù ở đây cũng vậy, ở nước ngoài cũng vậy, ở thế giới chúng ta chỉ một mà thôi. Võ trụ hiện hôm nay là một đó, là một cái ngôi nhà Thượng Đế đã lập cho chúng ta. Tất cả đồng đạo có biết không? Có nhiều vị không biết Thượng Đế là ai ở đâu, cũng không biết Phật ở đâu, chỉ là thấy cốt tướng xi măng ở chùa đó rồi lại nói đó là ông Phật. Ta sẽ đem hết tất cả rồi ông Phật ông chứng cho ta. Thưa không phải vậy đâu, đó là quý vị để lập công bồi đức một chút xíu, hay là để đó công chuộc tội, nhưng mà phải đúng chỗ đúng nơi. Quý vị đến đó phải thành tâm, phải chu đáo. Đồng tiền quý vị đi cúng chùa phải đầy đủ đức, không lấy đồng tiền để là gian xạo đem cúng ngày ngày ống nhẫn đâu. Quý vị hiểu chưa? Đồng tiền ấy với mồ hôi nước mắt chính mình tạo ra, hoặc là thật trong sáng sự thật đàng hoàng thì Phật Ngài mới nhận. Đó là sự cúng dường của tất cả quý vị, để cho quý vị có phước lành và phước đức. Vô tình hôm nay, nếu không có cậu, quý vị đâu có nghe được những đoạn giảng cuối cùng của Đức Ngài. Nếu không có sắc thể này, quý vị cũng không có phước đức để cho, để giúp, để cúng dường, để này cái nọ đó. Có liên quan cùng nhau để chúng ta gieo tạo vậy thôi. Cũng như nếu không có Đức Thích Ca Mâu Ni đi khuất thuật, đi hằng ngày thì quý vị, Ngài không có đi bát thì quý vị làm sao biết ở đâu mà có cái phước. Vì lẽ đó Ngài phải đi, đi cho chúng sanh nó có phước đức, nó thấy được rồi quá độ. Cái gì thấy khổ không? Cho hôm nay cậu còn ở đây thì sắc thân cậu mượn phải còn ở đây, phải đóng kịch vai trò với quý vị, để gần quý vị, để thụ hưởng có một gì đó là số lương của Phật Pháp chứ. Ta đâu có nhà cửa, nhà đó là nhà đời, nhà ta là nhà đồng đạo. Nếu thực tế đồng đạo tu hành tốt đẹp, an nhiên, thanh tịnh, thâm tâm, đó là nhà của ta đó. Chứ cậu đâu có nhà cửa. Kính thưa quý vị, không nên đâu lời trước mình ở đây. Quý vị có biết bây giờ như sau không? Mà cậu còn mạo muội để làm một chuyện như thế này, để cải trời, để khuyên dân của trời để trở về đất Phật. Thấy nồng nhiệt thiết tha chưa đồng đạo? Thầy có nói đó, lòng quảng ái xuất thương dân dụng, bụi lô lăng Phật giáo si đồi, kẻ tu hành đâu nỡ yên ngồi, mà xóm kệ chiều kính thông thà. Quý vị có thấy hiện giờ này cậu có yên không? Thấy sắc thân cậu có yên không? Vì nhân loại, vì đồng bào, vì chúng sanh, vì đại quốc, vì tất cả trong thế giới, trong càn khôn võ trụ này mà cậu có phận sự sứ mạng là một hành tinh của Phật. Quý vị có biết không? Đem lợi ích cho tất cả non sông, giúp tất cả đồng chủng, đồng bào để gây dựng được một cái núi báo, một cái núi đức hạnh mà không ai biết hết. Có nhiều vị cúng dường biết là bao nhiêu một kho tàng, nhưng mà một ý nghĩ sẽ đốt quỷ thiêu rừng công đức ấy hết, không còn. Còn mình nghèo mà mình vừa cúng dường có phục ích thôi mà mình sẽ được nảy đẻ là biết bao nhiêu chưa. Vì mình vừa cúng dường trong sạch tốt đẹp, vừa không làm mất cái sự phước đức của mình, vọng động không có, tiếng nói không có, ý nghĩ không sanh nảy ra, thì mình sẽ còn tồn tại. Cho nên hôm nay cậu mong tất cả quý vị làm phước, phước có, huệ có, phước huệ song tu. Mình làm phước cứ mướn người ta tu hoài à, vì đêm cúng đó là rồi rồi, thì mình cũng ra mình thôi. Thân các bữa cũng quần về các bữa rồi, linh hồn quý vị cũng phải đạ lạc chúng Atula. Sau này đầu kiếp hay là như thế nào trở lên thì giàu hơn nữa, vậy thôi chứ không có ích lợi gì hết. Cầu mong là cái ngày đại hội này, cái ngày này được đại ân xá, quý vị phải về luôn với Phật, cùng là được hưởng long hoa, được hưởng mùa tuyết của Thánh Đức Kim Thân, được cho quý vị sang cực lạc, sang thế giới của Đức Di Lặc Vương Phật nè. Quý vị có biết không, ngày gần ra đời Di Lặc Vương Phật sẽ học lòng 7.000 năm, quý vị được sống thế giới đó, sẽ nghìn trùng vạn thuyện người ta nữa. Có nghĩa là ta sống với một cái bản thể Phật Pháp, chân linh của Như Lai, tất cả các ngài không hà. Đó là xứ Phật đó. Sống đi, sang được cực lạc, sang được thế giới ấy rồi quý vị sẽ thấy. Còn cái thế giới này sẽ bị hoại diệt gì? Tham ô, nham hiểm, ô trược, quái kỳ, yêu ma, quý vị thấy còn tồn tại hay không? Vì lẽ đó cho nên Thượng Phụ sẽ tiêu diệt cho một mái nhà này. Quý vị ráng tu để đoạt thành ý nguyện của mình. Ngày hôm nay những câu nói này quý vị sẽ thấy khác hẳn hơn ngày xưa. Vì hồi xưa cậu đã lãnh lại khác, cậu phải dạy qua năm nay như thế nào, qua năm Ất Hợi, qua năm Bính Tý hay như thế nào. Mỗi phút, mỗi giây, mỗi giờ, mỗi lương chuyển, vì pháp lương thường chuyển, chúng ta không thể nắm pháp đó mà dạy hoài như vậy được. Để cho phần chúng sanh nó tiến bộ lên, bây giờ ba tánh cùng là đồng đạo được một bức tâm thơ kỳ diệu của Đức Ngài. Và hôm nay đó, cậu xin kính mong quý vị
Quý vị thấy không, quý vị không có trả ơn được cho thầy tổ bao giờ đâu. Dù vàng cỡ núi cũng không được nữa, mà phải trả ơn bằng công thành, tánh diệu, tu niệm, cực khổ, hy sinh. Rốt ráo là chúng ta cúng dâng ngài một tinh thần trong sạch, một món ăn ấy. Hiện giờ cậu bảo quý vị phải ráng nung nấu. Quý vị đang nhóm một bếp lửa lòng hừng bốc lên đi, đừng để lạnh tẻo mà tắt nguội rồi làm sao cứu chúng sanh được. Vì mình có người không ấm áp, không có ánh sáng, không có tia sáng của Đức Phật trong lòng, thì về nhóm lửa lại đi, cho bếp lửa ấy để bừng dậy, chứ có một ánh sáng bao la để độ chúng sanh nghe đồng đạo cũng như cậu vậy. Đáng lẽ giờ này cậu nghĩ, cậu đang an tịnh chứ, thân xác cũng phải bị hoại hoại rồi. Mấy mươi năm qua hoằng pháp, tất cả đồng đạo đâu có hiểu được. Có nhiều vị lại cầu xin gặp cậu không được, có duyên gặp được cậu phải ráng cố gắng tu hành. Vì mình ở ngay cái kho tàng, mình ở ngay trung ương Phật nè, mà mình không biết nữa thì ngày sau tất cả ngoài ta về ta dành hết trơn, thấy chưa? Bây giờ người ta nghe băng giảng mà ta cứ tu trùng trùng điệp điệp, còn mình ở đây bỏ lãng lơ thời gian trôi qua, phó mặc cho tất cả cát bụi lấp vùi thì chết rồi, thấy không? Phải ráng trau dồi đi, tu sao vô kịp mây rồng, được về xứ Phật thoát vòng trần lao. Chứ giờ này đức cậu còn đau gian buồn mà lý sự rồi trao cho tròn. Vì thương đạo cậu lo mài miệt, bóng từ bi cách biệt chứ nghìn chung. Mong trò đừng có chưa lạnh lùng, theo thầy phải siêu diệt chưa ngại cùng cao thâm. Cậu muốn gửi đạo đồng khắp khởi, mà cảnh bốn miền đồ thế giới năm châu sáng tu cách biết khổ sâu. Cho về đời rãng tình không lâu đắc thành, nhớ cậu dặn đừng danh đừng lợi, bình lo tu đổi mới thay miền. Bao năm dương nợ quan thiên, nay trò hiểu được bình yên hẳn lòng. Khỏi phát áo nâu sòng chi bần, ta còn đẩy như giận chứ không còn. Hành tu đức đạo lòng son, cầu khuyên mà bá tánh chưa giữ tròn cho anh. Thuyền đại đạo sông giang cầu rước, mong cho nghèo hiểu được siêu tầm. Chỉ cơ thuyền tay lái chứ ta cầm, sống rồi mà vỏ dập chứ ráng tầm đưa qua. Trò không hiểu lời ta là giải, mà nghe đi mau thấu được chứ mới màu. Chân truyền giáo đạo cao sâu của thầy, để lại từng câu chứ trò thương. Nam Quốc Phật Trung ương gần mở, ta gửi lời nhắc nhở chứ trò nghèo. Dù sao cũng ráng ghi theo đức thân, mà để lại rồi gieo giống lành. Không lâu đâu cảnh thanh an lạc, mà mình lo tu giải thoát mới thường. Đừng để lòng quá thê lương gần ngày, mà Phật mở thì tòa chướng bớ cho. Này ta thương ta cho bài bốn, mà đâu sợ hao sợ tốn đồng thuyền. Sợ rằng ba tánh chưa còn phiền,
đem lời ta dục bỏ rồi gây phiền tội thay. Nếu hiểu được đêm nay là vốn, mà nếu tu rồi phản bổn quần lai, thì trò đâu có ngày nay trở về gặp Phật thở lai vô vàng. Mau bỏ hết buộc ràng chướng ngơ ngại, mà ngồi tinh tu rồi hải siêu tâm. Trần gian khổ sở thâm tâm, thấy chưa gác bụi rồi thôi cũng mơ ta. Nay cậu nhắc các hàng cửa sĩ, ráng nghe rồi trực chỉ hành theo, dù cho lên ai xuống đèo, riêng mình phi tiếp lực chống chèo thuyền đó. Cậu dạy đạo thiết cơ tha quằn nặng, mà cậu nhắc người cố gắng chưa cậu mừng. Ngày sau thánh chúa phục hưng, chở trò về giữ ngôi rừng thiên nhiên. Tại chúng mãi còn phiền còn lụy, mà nên nghiệp kia còn bị kéo dài. Phải chi đoạt pháp Như Lai, tự tâm mà quái ngại hằng ngày vì tha, thì nghiệp ấy cao xa cách mấy cũng tiêu tan lừng lẫy chưa được mòn. Dù tội quý vị như non, hiến thân mà tu tịnh thì nghiệp mòn tội bay. Tại mình tu còn ai bẩn chật, muốn về miền siêu bậc thánh tiên, tại sao trò trắng chưa làm hiền thì là phải chịu gông xiềng buộc thêm. Tu phải dứt nỗi niềm ào ạt, tu phải lo giải thoát chứ linh hồn. Mình tu còn nghĩ dập dồn, tính ba tính bãi linh hồn lạc quan. Mình ngồi tu mu toan chi nữa, cầu Phật tiên gọi rửa từng giờ. Ta tu chớ dội thờ, làm sao thành đạo cho đúng mà giờ ly thân. Tu để đó sao gần ngục thảm, mà tu hoài hoài mờ ám trí minh. Chỉ tu cho được thân mình, bỏ nhân mà bỏ lỗi chứ bỏ tình của ta. Đạo Phật giáo một là nhất một, tại người chia mai mốt rẻ phân. Một Phật một thánh chưa một thần, một ngôi của thượng đế một cung tần tiên ban. Tại đồng đạo chưa sang Phật tình, làm sao trò nhã nhịn được đời. Tại trò còn lã còn lơi thì là xa Phật chưa vắng trời khổ ở đâu. Đức Thượng Phụ hiện nào trí lý, mà nếu mình cáo mình thì chưa mình thương, thì là cắt đứng chưa thuận lương. Giúp ta đoạt đạo biên trường đắc thân, nay cậu đã phân dân cho kỳ, mà để trò tu kéo bị suy đồi. Ráng tu hưởng ánh trời sao về đọt quá, rồi đài nổi cung mưa đàn. Cậu rất khổ trần gian khuyến thiền, nào phải ở đâu chưa bịa chuyện gạt người. Mong sao chúng có phước dư, đọt mầm Phật Pháp chưa đại từ cao siêu.
Vậy mà chúng cảnh kiều thay quá mắng chữ thần xối xa hằng ngày. Ta nghe mắt lệ chưa trải giờ dài, chữ trời mắng Phật rồi ngày mãi tan hồn. Nhắc đồng đạo chỉ tôn trừng trị, nhắc quý tròn kéo bị lâu lúng. Tôi nghe đức cầu ngài cùng về tu trí tuệ hòa chúng chưa một miền. Cầu xuống phải giả điên giả dài, đặng trốn đi tà phái chưa dậy ở đây. Trò đâu có biết bùa dây cầu ra cơ đạo chưa của thầy khổ ở đâu. Phải mượn xác nam trào là nữ mà để dòng thơ tích cử cái tâm lành. Đặng tà quỷ đạo đừng tranh, đặng còn pháp Phật chưa hiện lành cho dân. Cầu phiến đạo không dần không rộ mà ráng tịnh tu dù khổ cũng đành. Trời ơi, cách biệt năm canh nhưng mà phối hợp chưa đạo lành bố xương. Trò phải ráng mang ơn thầy tổ mà điếm ngồi tu bối bổ không mà lương. Đằng sau mỗi đạo thuần dương ta về bạch ngọc Tây Phương chứ ta nhờ. Thôi cậu nhắc hiện giờ cũng khổ mà lời kệ kinh đúng chỗ đúng nơi. Trời ơi chớ có lạ lời nếu thương thầy tổ rắn chèo bởi trở về. Khai đất đó bồ đề ráng dưỡng mà cậu khai rồi mà ráng tưởng ráng tin. Thân ta như kẻ ăn xin, xin tình đạo pháp xin tình đồng mở. Cậu xin đứng minh đường xuất thế mà xin đức ngài phổ thế khắp nơi. Cậu xin Phật pháp nuôi trời chứng lòng mà con trẻ rồi chiều mới khuyến trần. Cầu xin Phật xin thần xin thánh, nào có xin bá tánh đồng tiền. Nếu ai đầy đủ căn duyên thì là cậu nhận chưa động mờ tuyền khi ở xưa. Tình đồng đạo sớm chưa hôi hút mà tình đạo đồng cốt nhục của ta. Giáo khuyên đời mạt đây mà pháp tâm vô tử rồi của ta rõ ràng. Ráng hoàn chỉnh hai hàng lịch sử, ráng tu đi tâm tử hằng ngày. Giờ này câu vẫn không phải trò về, ráng hành đạo rồi ngày mãi đắc thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Phật. Nam mô Đức Phật Tổ Phật Thầy Bửu Sơn Kỳ Hương. Đức ngài Pháp Tâm Di Diệu đem chân lý phổ khắp tất cả chúng sanh trong cõi ta bà này bốn biển năm châu hoàn cầu thế giới. Hôm nay cơn độ khổ này xin đức ngài cứu vớt tất cả nhân quần trong một kỳ chót và ngày cho một cơ hội này. Vậy hôm nay tất cả đồng đạo phải yên tình đi ngồi tu, đừng phiền não nữa. Phiền não nhiều đời kiếp quá rồi, nó cộng nghiệp tới hôm nay quá dài đặc rồi. Còn một giờ này cậu đã khai sáng, cậu đã khai ngộ cho mình đó, cậu đã dắt dẫn mình đó. Pháp tâm vô tự, tâm truyền tâm, tâm ấn tâm. Ta lấy cái lương tâm làm chủ. Tất cả đồng đạo có biết không, mình có cái ngôi chùa vĩ đại đó, mượn đức thầy đi, mượn đức thầy làm trụ trì đi, rồi mình thờ phượng chu đáo hằng ngày, sớm hôm công phu công quả công trình. Thầy ráng đi, những cảnh nào khổ nhất là của Phật đó, vì Phật không ở cảnh sung sướng mà. Còn của đức ngài rồi nghèo lắm, nghèo sơ nghèo sát đó. Nhưng mà cậu nói nghèo sơ sát sơ sơ thôi, cái thể xác này nghèo như linh hồn chúng ta nó giàu đức hạnh, hiểu chưa? Sẽ nghe lời cậu về tu thêm nữa đi nha, đừng có buồn làm chi mang tội lắm đó. Hơi sức nào để phiền lỵ, mà phiền lỵ có cái gì của ta đâu. Nếu tất cả đồng đạo hiểu được, nghe lời cậu đi,
thì kỳ này quý vị đã đắc đạo hết đó. Cậu sẽ hứa, cậu sẽ đem về hết, quý vị có biết không? Còn có 90 mấy ức linh căn. 90 mấy ức là 9000 mấy đó. Thất ức niên 7000 năm mà 90 mấy ức là 9000 mấy. Hỏi chứ cả thế giới này mà lấy cái 9000 mấy biết lấy có đủ không? Thì làm sao mình về được? Dám như này cậu đừng có buồn. Còn phiền não là còn u tối. Còn sợ sợ là yếu hèn. Còn lo nghĩ là không đạt được. Thấy không? Còn trông chờ là xa xứ địa ngục Atula. Ta muốn tu cầu giải thoát thì không có cho xin cái gì nữa hết á. Chỉnh tối chiều đến kỉnh hương và làm lễ Đức Ngài. Đức Phật đứng thanh tịnh, đưa linh hồn thực giảng Tây Phương. Con sẽ cúng dường tấm thân tâm thường an lạc cho Đức Ngài. Hằng buổi hằng giờ công phu con sẽ trình diện với Phật Pháp. Cầu nguyện Phật Pháp hộ bá gia bá tánh bao nhiêu đó được. Đừng cầu nguyện anh em tất cả cha mẹ mình chính cầu mà không làm được. Còn hiện diện chúng ta đang tu thì cứu cha mẹ của quyền ta sẽ sống thiêu diêu nơi miền cực lạc. Quý vị có hiểu được không? Thì vì việc hôm nay cậu đã phân lý dạy tất cả quý vị hiểu. Quý vị ráng đi. Nếu có duyên cậu còn phải cho quý vị nhiều bài bổn khác lạ nữa. Nhưng bây giờ quý vị học bài này cho hết đi. Cho thuộc đi. Cho thường đi. Kiểm duyệt hàng ngày bài bổn mình có xong chưa? Vì cái chướng ngại hàng ngày chúng đã đào phá mình. Tất cả gia đình cùng là anh em cha mẹ vợ chồng dân dân ở ngoài đều là khảo đảo mình là chướng ngại đó. Đó là bài bổn đó phải không? Rồi mình nhịn người ta đi. Mình nhẫn đi. Mình không nên là nói lời đi làm gì. Vì ta tu ta không còn quyền nữa. Nếu Đức Phật còn quyền thì quyền làm vua làm chúa cai trị đâu, thấy không? Phật muốn làm Phật, hạ mình đi độ chúng sanh mà. Vào đường xưa đi thanh tịnh ngồi có một mình 6 năm khổ hạnh, Ngài đã đắc pháp cứu trần đó. Bây giờ chúng ta cũng vậy thôi. Nếu tất cả đồng đạo muốn thì sẽ đọc thành lý nguyện thôi. Còn không muốn thì không bao giờ thành. Chúng ta phải tự tin ta sẽ làm được. Mà ta sẽ có đức tin rất là cao cả, ta sẽ về Phật được. Vì Phật Ngài cũng là chúng sanh nó thành Phật đó. Thì hôm nay tại sao mình không làm Phật được? Đây là cậu đi làm Phật đừng làm người nữa nghe đồng đạo. Sanh lão bệnh tử kìa thấy không? Quằn quại lo cho nó hằng ngày ăn uống rồi khỏi bệnh đau hoài không bao giờ hết đó, thấy không? Sáng tới chiều quay cuồng đảo lộn cũng ăn uống không, rồi chết rồi sống rồi bệnh rồi đau rồi cãi lẫy tranh thấp cao sang hèn rồi cũng mất bỏ lại đây cái dị dạng xa xưa. Cái cát bụi này nó có nhầm gì đâu. Đức Phật Ngài sợ làm người quá sức, Ngài để làm Phật đó. Còn mình bao nhiêu trăm kiếp đời rồi, làm vua làm chúa làm quan làm quân làm thú làm cầm đủ thứ à, quý vị có hiểu được không? Hôm nay mình tu hành phải cách biệt tất cả, không còn vướng bận tàu phạm sát nữa. Phía trường trai tuyệt dục để đón chờ hồi long qua để gặp Phật gặp Ngài. Vì niệm Phật phải ăn chay, cái món chay giới là ta là cắt đứt quan hệ, ta không còn nhúng tay vào điều phạm sát. Chứ không phải cái gì bây giờ nếu tôi không tu tôi ăn chay không đi tôi cũng không làm gì được nữa, đó là tránh điều phạm sát. Ta có tấm lòng từ bi, ta thương nhân loại con vật cũng như con của ta đó. Vì các con đó là con của chúng sanh đó mà. Ta giết nó ta ăn hàng ngày tay rướm máu hoài hay sao vậy? Bớt đi. Nếu gia đình còn cắt cổ nhổ lông đó khuyên nhủ đi. Từ bi đi. Phải không? Mình còn muốn sống sợ chết mà nó không muốn hay sao? Vì lẽ đó cho nên hôm nay cậu nói phải ráng vô không? Hằng ngày mình tu phải có sự tiến hóa. Mình phải rộng trí. Phải cởi mở. Phải thương tất cả. Bây giờ quý vị phải ráng bước lên. Vì quý vị phải thấy người ta đói khổ không có cơm ăn gì. Không phai không chuối bắp ăn huống hồ. Vì mình có cơm ăn đầy đủ phương tiện như thế này mà mình không ăn được hay sao? Phải cố gắng đi. Quý vị có trường trai, quý vị có thanh tịnh, quý vị mới thương xót tất cả loài người chúng sanh cũng như Phật thương chúng sanh như cái biển vậy đó. Ráng nghe lời cậu đi. Một kỳ này đi rồi về. Quý vị không tu, cậu muốn bỏ quá, không còn nói nữa. Nhưng mà bỏ cũng không được vì cách gì bổn phận chưa xong. Hồi đó cậu có nguyện rằng nếu quý vị về, cậu mới về. Còn bằng không cậu sẽ ở lại đây nữa. Vì lẽ đó cho nên lời nguyện này, quý vị chưa chịu về, cậu phải ở lấy đi điều độ quý vị về. Mau đi, tiến trường gấp đi. Không còn tu theo lối cũ nữa nha. Cái lối cũ kỹ không có xài. Ví dụ hồi xưa này nè, cái nhà mình cái ông lò ông táo rồi bây giờ mình còn đem dẹp. Mình mua lò xô bếp ga, tất cả những cái đồ khang trang chiến tiết lệ hết thay đổi toàn bộ. Thấy không? Nhà cửa mình thấy cái gì cũ kỹ cũng muốn đem dẹp bỏ để xài cái mới nên văn minh tiến bộ đến. Đó là vật chất. Nói về đời, nói về đạo chúng ta, quý vị có biết hiện giờ này các vị đang ẩn sĩ tu hành bí mật mấy trăm năm chưa? Giờ hiện diện giờ này ta bỏ hết tất cả, ta theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ta đi vào núi, vào rừng, vào đi chỗ hang động. Cùng là ta ép mình trên căn lầu hay là trong nhà, ta không có cho ai thấy mặt đứng tu. Còn thấy còn tiếp đại đấu khẩu, còn lợi ích, còn nói qua lại chưa phải là tu đâu. Đụng chạm. Một ngày một bữa cơm cũng tuyệt vời rồi. Xin Phật cho con ăn bữa cơm này. Cho con đợi bữa cơm này, đó là tứ trọng ân của Đức Thầy đã dặn đó. Quý vị có hiểu không? Ân đức trước, ân tận, đồng bào, ân tổ tiên, ân tam bảo. Thấy ân đồng bào ghê chưa? Những cái vật này là cũng của đồng bào nè.
mà hằng ngày sự sinh sống của chúng ta là nhờ cậy đồng bào hết mà không biết ơn. Phỉ báng sỉ nhổ, mặt thị khinh khi, chửi mắng chấp ngã đủ thứ hết trơn à. Ta nói một câu là mình chửi đại chửi đùa rồi đó. Thì hôm nay chúng ta tu cái khẩu nè, tu cái tay, tu cái chân, tu thân nè, tu ý chí nè, đó không, tư tưởng linh hồn mình tu hết. Thấy mình sai món nào thì mình sửa đổi, hư món nào mình sẽ tu bổ lại. Điều kiện này cậu đã nói hôm nay quý vị phải sáng suốt tinh tấn, thấy không? Quý vị không có chiến đấu được lòng mình, không có cướp được xâm lăng trong lòng mình thì đừng có tu uổng công lắm. Còn nếu quý vị nào hiện giờ này quyết chí chiến thắng được, chinh phục được lòng mình, cải hóa được thì cứ bước lên đường đạo hạnh sắp thành công đó. Cậu đã nói bỏ hết đi, đừng nói nhiều đi. Nói với chúng quá nhiều rồi, với ma chúng quá nhiều rồi, bây giờ ta phải nói với lòng ta. Khóc ở ngoài nhiều quá, bây giờ ta phải khóc nức nở lòng ta. Tại sao chúng sanh không tu hành mà ta là người yếu hèn phải tu đi cứu nó? Ta phải khóc cho tổ quốc, ta khóc cho quê hương, khóc cho tất cả thế giới nhân loại đang bị đánh chìm cái biển mê này. Đó là ta phải khóc. Ta khóc ta không tu được để cứu cha mẹ ông bà ta, còn khóc mất tất cả này thì làm để có nữa mà. Đó, thấy không? Đừng khóc nữa, đừng lo nữa, không rồi đâu, đừng tính nữa, không được đâu, trời đã tính rồi, đồng đạo có biết không? Cậu đã dặn câu này là cuối cùng của ngài Phương Tuyển nói. Trong một đêm nay cậu gọi khóc bao la, mái nhà tranh nhưng cậu nghĩ đó là cánh lầu tòa, đang hiện diện với đạo ta người tiên Phật thanh. Đồng đạo có biết không? Trò nên hiểu cậu đang diễn cảnh để cho trò đang tập tánh thiền lương. Đêm nay dài vàng con đường, trò ơi ráng học thần dưỡng lòng mình. Trò cái câu thì quỷ tinh sao bắt, trò nghe thầy rồi thầy dắt cho qua. Về nơi thế giới nhân ca, về nơi cực lạc là nhà bảo châu. Tây phương có ánh nguyệt lầu, có ao sen báo, có cầu liễu quê. Nơi xưa ấy sao không về đồng đau, mê hồng trần đời gió bão mưa đơn. Bao năm cậu quá buồn hờn, giảng hoài giảng mãi trong cơn khốn cùng. Vì đồng bào cho nên cầu phải hòa chung bận chuột cùng, vì ai cầu nước ngược thuyền bơi, đò chiều còn phải chơi vơi cùng. Vì đồng đạo chưa thành thời non bồng, cùng vì ai cầu dài công như vậy. Tại vì trò không thấy được đường đi, thành ra cầu phải gian nguy, dài hoài chỉ mãi rồi lỗi đi mịt mù. Đò cậu rước mù tu đắc đạo, rước trò về được dạo cánh Tây Phương. Đêm nay dài vàng con đường, cậu về phiến đạo cánh trường Tây Tế. Quỳ ma ghét trần phê thanh ni, cậu không muốn nói nữa rồi, nhưng ngài chỉ làm sao. Lệnh thầy phải búa phải rau, lệnh thầy cậu phải bươn gào ra đi. Muốn nghỉ việc vì đời khinh khi Phật Pháp, muốn nghỉ cho rồi đừng có gặp hiền nhân. Nghỉ đi đặng tỉnh nơi trần, cố đi người chết ngộp bỏ thân sau cùng. Không nói nữa, cậu giả hùng giả dai, không có cần ai lại bái làm chi. Mong sao trò chớ khinh khi, tôn thờ Phật thánh từ bi được rồi. Đò ai còn mãi chưa sống rồi, đó là mà đò cậu chưa về rồi. Còn nếu đò ai sao quá chưa hiểm nghèo, đó là đò cậu còn theo rước trò. Đò ai không hát chứ không hò, cậu buồn cậu vắng lặng chưa chuyện trò làm chi.
mưa sắp tới bão to gần đến, thuyền nhấp nhô rồi bến chia về ở miền. Mong cầu đồng đạo vì kiến buổi này cầu đợi chưa toàn hiền qua sông. Tôi đang đi đảo đồng khắp khởi mà cầu gửi lời nơi thế giới năm châu. Nói rằng cậu đợi canh thâu giả trang mà khuyên thuyền chưa người hầu có rõ chưa. Nơi am tự cậu chưa có mà cảnh nhà kia không ngõ chứ không mở đài. Náo nương với bậc trần ai rừng xưa cũng ở, rồi sông mờ dài cô cũng mờ lắng. Cầu giao lý thì văn bạch tuyết mà người chỉ mình mới biết của ngài gửi cùng thế giới chứ nước ở ngoài Nam Phương mà cũng vậy chứ anh tài có một thôi. Nếu hiểu được sáng ngồi tỉnh nghĩ cầu ơn trên chưa dạy chỉ con đường đặng mình sớm có hoàng lương. Bỏ đi một kiếp trời nhiễu dương hồng ở trần. Đò ai còn đợi chưa còn gần. Đó là đò của thánh thần Phật Thiên. Này ông lái khùng điên là cậu. Bên sông thưa cậu đâu chứ lâu ở đời. Chờ hoài chừng mãi lạ lời khách kia không xuống. Đưa chiều mới kêu rên. Trễ một chuyến chờ hơi lâu lắm. Mà trễ một đời gọi tấm kiếp nào. Đò này cậu đợi xong mà sao. Trời ơi ráng bước chưa xuống tàu về ở quê. Mặt ai nhúng ai trễ cũng được. Mà đò rất nghèo manh dáng rất ra. Của tiên của Phật chưa vậy mà, của ngài rách rưới rồi vậy ở ta chứ đang ở ngồi. Thôi đồng đảo ráng bồi phước đức, đừng công thêm nghiệp lực làm chi sớm chiều thuyền định mau đi. Thấy thầy trông trí rồi không ly chứ tâm mình cầu hiện diện đăng trình hoằng pháp. Mà điểm hôm nay được gặp chưa hiền nhận, ráng tu dù phải xa gần cũng đồng nhất một, rồi kim thân chứ Phật ngài. Nếu thương cậu trần ai xa bỏ, mà điểm nay đây giờ ngõ chỉ ở đường. Ở đây nhiều cảnh thế lương, tạo gây nghiệp quả rồi chung đường hố sâu. Thôi nghe cậu đừng sầu dũng dài, chút đạo tâm mơ hải hoài xa vời. Nhớ rằng ta đã cho lời dù xa cách biệt, nhưng một đời mà thôi. Cậu tăng hiền nhân bức thơ đề, nói rằng phải nhớ hỡi hồi quê. Nước Nam có Phật ta chờ đợi, cố gắng sửa sang kiếp mau về. Thiền từ bác ái thầy đợi đó, mau đi kẹo trễ phải tay tê. Tặng ban lời lẽ hơn vàng ngọc, thanh tịnh ngồi tu rạng bồ đề. Cậu nhắc cho người được hiểu thân, sớm hôm tu tịnh có lìa trần.
nằm trong tứ khổ, ôi là khổ. Tu hành yên tình ngữ đài lân, cậu nhắc đạo tâm quá nhiều rồi, khuyên trò đừng để sự lôi thôi. Học hành cố gắng cho thành đạt, đặng ta thi cử có trực bồi. Bài bổn kỳ này đó sẵn hết, về trường thi cử đoạt cao ngôi. Tu thêm chút nữa cho vẹn vẹ, đừng để bổn bài phải lôi thôi. Nhắc nhở đôi lời ta bi thiết, cậu mình còn ở chốn xa xôi. Gửi thơ thăm đạo khắp trần miền, cậu mình không ở cánh Phật thần tiên. Hòa cùng đồng đạo nơi thế tục, cậu chẳng được an chốn vô miền. Vì ai cậu khổ điên dưới đạo, cũng vì bả tánh chẳng được yên. Không lo cảnh tình làm sao thấy, tâm dạ cuồng phong cứ não phiền. Trả ơn đức cầu bấy ngày giờ, trả bằng tiền bạc hay lý thơ. Trả đi công đức vô biên đó, cậu đợi trò thôi chôn bến bờ. Thăm hỏi trò nghèo ở nơi đâu, khắp biển trần lao cũng một bầu. Dù xa gần đó ta cùng ý, mong rồi đoạt pháp dạy cửa sau. Hiểu được lời ta cố gắng lòng, nơi trần cho ráng trả cho xong. Đằng lên thuyền nội về quê cũ, thấy được lòng qua giới đại đồng. Trước hết đêm nay học trò nghèo, dựng thuyền đứt cầu xóm dở neo. Phụ đi với cầu chèo qua bến, dù khổ gian nan có hiểm nghèo. Nam Mô Di Đà Phật. Hôm nay cầu xin tặng cho tất cả đồng đạo trong một lời này đó, cầu báo ân huệ sau cùng. Đồng đạo ngô cũng không có, mà xin cũng không được, vì đúng giờ ngày thầy cầu đã cho thì cho, còn không thì thôi. Tới bây giờ này là cơn quy ẩn của đức cầu rồi, thì quý vị cũng không nên tìm được để làm, thấy không? Mượn cái đời đừng ẩn đời. Nếu tất cả người ngoài thế thấy chê chán, ta mới còn được biết pháp của Phật. Nếu người mê muội mà đến dần dần rồi rồi thì pháp Phật đã mất rồi. Ngày hôm nay cầu đã nghỉ, tất cả đồng đạo đã có duyên phước nhiều đời kiếp, cầu xin kính tặng cho tất cả các quý vị đạo tâm, dù xa gần cũng vậy, hết cố lo dồi mài kinh sự, nó từng tự dấu vết hằng giờ hằng ngày của mình, đừng để tổn hoại uổng lắm. Và linh hồn mình phải trực giảng Tây Phương, phải ráng chiếu tập hằng ngày để chiến đấu thắng tất cả những vật chất, phải hy sinh toàn đồng nhiệt với Phật mới được, phải chung thủy trọn chung với đức thầy, phải ráng hy sinh trong một giờ này để cố lo trao dồi đạo hạnh tất cả đồng đạo. Lời giảng tiếng Ngọc hôm nay không phải rẻ đâu. Cậu xin tặng cho tất cả đồng đạo một máy cơ đạo này bí truyền, bí pháp. Mong tất cả quý vị phải để bên trong để thờ phượng chu đáo đầu đầu dây mang của đức ngài và thượng phụ. Sáng tu cầu, cố cổ viện, thất tổ, ông bà cha mẹ mình nhiều đời kiếp để trực giảng Tây Phương. Đó là do con tu hành đắc đạo của quyền siêu. Vậy hôm nay cậu xin kính chúc tất cả đồng đạo được dặn sự an lành. Cậu không dị thân dị kỳ, cậu không phải phàm đâu. Mà thể xác bây giờ cũng vậy luôn nữa. Nếu bộ máy của ta phải là của ta, chiếc xe của ta hoàn toàn của tài xế là ta đó. Vì vậy cho nên còn nương thế, còn gần gũi, còn chung sống với quý vị, còn lẫn lộn với quý vị, còn tạm một phút giây với quý vị đó, trợ duyên tất cả cùng nhau đi trang hòa trong mối đạo giáo. Quý vị sẽ sống đi, quý vị tu thiệt sẽ sống mãi mãi. Quý vị sẽ đem chôn chết trước đi rồi sống mới được. Quý vị chôn cái xác thể mình trước đi.
cho một kiếp đời người ta danh vọng mình không có. Người ta ăn tất cả đầy đủ những món giết con này và con kia mình ăn chay trường. Đó là mình đã sống đó. Mình không cãi lại, mình sống không bon chen, không ích kỷ, không tham lam, không tà dại. Mình giật hiền lương đối với tất cả tổ quốc, nước nhà. Mình rất là trung trực hiền lương đối với người dân tốt đẹp. Đó là mình là người sống được đó. Mình chôn đi những cái dị dạng tối tăm mù lò của mình. Mình giết nó đi. Giết cái tham lam, giết một cái đài cát, giết một cái tráng lệ nguy nga của nó, ham muốn đi. Rồi mình sẽ thành Phật liền. Còn mà mình còn mê nó, mình không thành Phật được. Vậy hôm nay cậu mong tất cả đồng đạo một lời nói này, quý vị sẽ chia ra biết bao nhiêu không? Để cứu người ta, để cứu nhân quần, để giúp tất cả ba gia ba tánh. Một ông huệ này là thôi. Đồng đạo ráng đi. Cho đồng đạo cầu xin Đức Ngài, con có thể cho không? Còn cậu thì cậu đã nghĩ rồi đó. Cậu đã thanh tịnh rồi, cũng không yên, cũng còn thương xót chúng sanh, cũng còn nhỏ giọt cho họ. Vì lẽ đó mong cầu phải ráng cố gắng. Chứ cậu đã cải lịnh thiên điều rồi, đã bị thiên điều trừng phạt rồi đó. Quý vị thấy chưa? Bây giờ còn ngồi nói như thế này là cải biết bao nhiêu chưa? Nhưng cậu tự nghĩ rằng cuộc hy sinh này cậu cải lịnh thiên điều để cứu dân quốc, để trở về an lạc, thì điều đó cũng không đến nỗi quá. Cho nên giờ này cậu sẽ nói với quý vị phải ráng nha. Kiểm điểm từ lời ăn tiếng nói, từ một cái nếp sống của mình, từ cái tư tưởng của mình, đừng để sanh nảy gì hết. Phải toàn hiền, toàn thiện, toàn năng hết đi quý vị, để mà sống coi đời, để sống gặp Phật, để sống coi Đức Di Lạc ra đời. Ngài đã vui vẻ cười cái đại đạo long qua, Ngài đã trổ rồi. Quý vị sẽ ráng đi, mùa xuân sắp có, xuân tiết sắp rơi. Mà mình đã hỏng rồi thì uổng lắm đó. Mình cứ nô đùa theo những cái vật chất phù sa này, phú quý vinh qua, nó không tồn tại đâu. Nó có tạo điều kiện gì thì cũng thế nhân thôi, chứ không phải là thánh nhân đâu. Đó. Mà ta phải cầu sao ta đã gặp thiên tài, thiên nhân mới được. Chứ phàm nhân này cũng không bao giờ tồn tại được, sẽ tan ra nước. Cát bụi quần về cát bụi, phải ráng đi bằng linh hồn. Cũng như từ Việt Nam sang hải ngoại, ta muốn đi ta phải có đầy đủ tiền bạc, ta phải có nhiều phương tiện ta mới đi được. Còn muốn sang cực lạc quốc thì chúng ta cũng phải đầy đủ tất cả đức hạnh, tu hành, phải như sao sang cực lạc mới được. Chứ nếu còn mang cái phàm tâm này thì nơi xứ ấy không có xài mình đâu. Nói vậy đó, thì quý vị sẽ hiểu như thế nào. Trong đêm hôm đừng có lại cầu gì xin quá đổi nữa, làm phiền phước thầy tổ, cùng là Đức Phật, Ngài muốn thánh tịnh không nghe. Cùng là đừng rằm ràng buộc nữa. Đó là chúng sanh còn cầu có, còn gian sinh, còn ảo tưởng, thì vô ích, Phật Ngài không cho đâu. Mà ta phải đánh đổi cái tâm lý, ta phải tu bằng chân lý đúng, ta phải hiểu kỹ, ta phải đọt được những gì của Phật Pháp. Chính ta làm mới có, chính ta tu mới đắc, chính ta hiểu mới thành, chính ta ăn mới no, chính ta đi mới tới. Điều đó là cậu phân biệt rất rõ ràng. Đừng giao phó cho ai làm việc của mình, không hoàn thành đâu, sẽ bị hư hoại. Mướn tu, cậy nhờ người tu, sâu sắc cho người ta tu cũng không được. Chính mình miếng ruộng phải chu đáo hằng ngày, phải trồng những món hoa màu gì cho đúng lúc, đúng mùa, đúng tiết. Mình phải kiểm tra hằng ngày sự việc hư hoại của chúng ta ở đâu. Việc đời mình làm chi cũng phải còn kiểm tra tất cả đó. Còn muốn gì đạo thì mình phải quán xét, suy nghĩ kỹ lưỡng từng tự hằng ngày để rồi lo tu đó. Thì giờ này quý vị đã ngộ tức thời. Nếu quý vị biết được thì quý vị sẽ thành đạo. Còn không biết cứ giữ đạo hoài, đạo mà giữ hoài đó thì không thành được. Phải hành đạo, phải học đạo đó, rồi mới đắc đạo, hiểu chưa? Chứ giờ mình giữ đạo hoài mình không hành, mình không làm thì làm sao đi? Ai cho mình được? Cho nên hôm nay cầu xin kính thưa cho quý vị đạo tâm cùng tất cả khắp nơi miền ráng cố gắng. Trong lời nói sau cùng này cầu xin kính thưa quý vị, đây là cái xác thân kim thân của cậu đang dốt, không biết gì hết. Nhưng mà tại sao hiện giờ là cậu đã nói pháp như vậy? Thì quý vị có biết rằng cổ nhân có một hồn phân muôn hình. Người dốc nói pháp quá rành cổ lai tế thế thuộc dòng Bửu Sơn, cũng trong dòng dõi Bửu Sơn đã phái chiến. Vậy quý vị phải ráng cố gắng đi. Nhiều đời kiếp chúng ta mượn, mượn thể xác này để làm việc cho Phật Pháp. Đã ký hợp đồng bao năm kiếp rồi, chứ không phải mới đi đâu. Tiễn lựa gửi vàng phải chọn mặt. Quý vị cứ ráng lo tu đi. Phật đã hiện độ quý vị trong thâm tâm sẽ có sẵn từ khi lúc lâm trần. Nhiều đời kiếp lần, tại vì mình mê quá bỏ Phật đi, rồi cầu xin thỉnh Phật hoài. Thỉnh hoài nó cũng vô nghĩa thôi. Phật đi đừng trọng kỉnh ta, mà phải trọng kỉnh các ngươi để tu đi về với Phật. Phật đã có cho mình rồi, mà mình không hay. Đó, như vậy đó. Cho nên hôm nay chúng ta là Phật, chúng ta phải chiến thắng, chiến đấu ma để về Phật. Phải oanh liệt, phải bản lĩnh kiên cường, nhẫn nại lúc khổ đau, gương mặt cũng không sụt sùi e thẹn. Trước giặc thù ta phải chiến thắng nó. Thèm khát ta không ăn, đòi hỏi ta không cho. Ta phải giam mình lại để lo tu. Tại sao ta để trường trai khó khổ như thế này là ta chiến thắng được giặc một phiên rồi. Hiểu chưa? Bây giờ còn chiến thắng nhiều giặc nữa. Mắt còn thấy, tai còn nghe, miệng còn nói. Ta phải chiến thắng tất cả những
những môn phái của nó đang lè lẹt để ám hại ta. Vì nó là ma dương, nó báo Phật nó không cho, không cho về Phật mà. Cho nên vì sự đó cầu sẽ nói với quý vị rằng cầu sẽ nguyện đưa quý vị sang sông đó. Nhưng mà yêu cầu quý vị xuống được đó mà này không chịu.